nha nha. Hôm nay là sinh nhật của em Hạnh và hôm nay là có đầy đủ bên bố mẹ. Đây bố mẹ em Hạnh và má chồng em Hạnh nha. Đầy đủ mọi người luôn, tuyệt vời cực kỳ luôn cả nhà ơi. Đầy đủ cả nhà luôn nha. Đây chị đây. Không, chị đây. Em Hạnh cả đôi, em Hạnh cả đôi.